Ăn bánh mì sống qua ngày. Otis, lên xe đi thôi. Chắc cậu đợi lâu lắm rồi phải không? Ôi, may quá, Anthony. Cuối cùng thì cậu cũng đã đến. Nhưng Holin đâu? Mình tưởng cô ấy cũng đi cùng với cậu. Cô ấy đã về Mỹ có việc gấp và cũng sẽ sớm trở lại. Holin và mình còn nhiều việc ở đây mà. Trời ơi, mình thực sự chán ngán với dịch vụ taxi địa phương ở khu vực của cậu. Việc gọi xe vô cùng khó khăn. Đúng thế, rất nhiều người họ hàng của mình ở xa tới cũng đã phàn nàn về điều này rồi. Cảm giác phải chờ đợi trong thấp thỏm thật không dễ chịu. Anthony, vậy là con nhất quyết từ chối việc tiếp quản công ty của cha mẹ. Gia đình ta đang có một cơ ngơi như vậy mà con còn muốn đi theo ý tưởng điên rồ của mình, trong khi chưa biết nó sẽ đi đến đâu. Cha thật không biết con đang nghĩ gì nữa. Đúng vậy đấy con. Bố mẹ đã có tuổi rồi, con nhất định là phải thay cha mẹ tiếp quản tập đoàn. Con xin lỗi bố mẹ, nhưng con thực sự không muốn làm như vậy. Con muốn tự mình gây dựng một sự nghiệp cho chính mình. Con cũng hiểu rằng bố mẹ luôn muốn tốt cho con, nhưng nếu như vậy, con rất mong rằng bố mẹ sẽ ủng hộ sự lựa chọn của con. Không, không đời nào. Chúng ta đã chọn sẵn cho con một con đường sáng sủa, nhưng con không chấp nhận. Nếu đã như vậy, từ hôm nay chúng ta sẽ mặc kệ con, không quan tâm gì đến con nữa. Con xin lỗi. Xem này, Holin, cậu ấy đã trở lại. Chào cậu Holin, lần này hai cậu quyết giật giải cho cuộc thi ý tưởng kinh doanh của Hava chứ? Mình cũng mong là chúng ta có thể có giải cho ý tưởng ứng dụng xe công nghệ lần này. Quan trọng hơn cả là việc đó sẽ giúp ích được rất nhiều cho những người có thu nhập thấp. Otis, lần này nhất định cậu phải giúp bọn mình đó. Mình rất sẵn lòng. Hãy gọi mình bất cứ lúc nào các cậu cần nhé. Mình chỉ sợ việc thuyết phục mọi người sử dụng mạng lưới ứng dụng gọi taxi này hơi khó khăn thôi. Việc gì mới bắt đầu cũng sẽ khó khăn cả. Chúng ta chỉ còn cách thử thì mới biết được. Chị ơi, việc đi lại hàng ngày của chị có gặp phải khó khăn nào không ạ? Trời ơi, mình cứ tưởng trong lúc mình thất nghiệp đến Kuala Lumpur này, cậu có thể giúp mình nói với bố mẹ cậu cho mình vào làm trong tập đoàn. Vậy mà cậu lại lôi mình đi làm lái xe taxi. Thật là tệ hết chỗ nói. Cậu đã nói đi nói lại điều này mấy lần rồi đó Otis. Tốt nhất là cậu đừng than phiền nữa. Cậu cũng biết là mình muốn tự lập cuộc sống của mình mà. Nếu còn cào nhào thì ngay cả bánh mì cậu cũng không có mà ăn đâu đấy. Cậu cũng biết là mình đã bị cắt hết trợ cấp rồi. Được rồi, mình sẽ không nói gì nữa cả. Hình như có khách kìa. Cậu taxi ơi, cho bác đến chỗ này. Con gái bác đã ghi địa chỉ cho bác ở đây này. Dân ạ, để cháu chở bác đi. Bác ơi, thế mỗi lần mà bác muốn đi sang nhà con gái, bác lại phải đưa địa chỉ này cho người lái xe à? Đúng rồi đó cháu. Bác già rồi, không thạo dùng điện thoại. Địa chỉ nhà nó thì dài lằng ngoằng, nhiều khi cũng nhớ nhớ quên quên. Thế là mỗi lần đi, bác cứ đưa tờ địa chỉ này cho các cậu lái xe là được. Có lần bác làm rơi tờ giấy, thế là chịu, lại phải quay về. Vậy hả bác? Thế đoạn đường mà cháu vừa đứng, lúc nào cũng có xe taxi hay sao ạ? Không phải đâu cháu ạ. Thường thì vẫn có, nhưng cũng có những hôm đợi mãi chẳng có ai, bác cũng đành quay về đấy. Ơ kìa, nhà con gái bác ở phía trước kia kìa. Cảm ơn cháu nha. Cháu đi xe rất cẩn thận và nhiệt tình. Lần sau nếu gặp, cháu lại chở bác nha. Nhất định rồi ạ. Cháu chào bác. Bác vào nhà đi ạ. May quá, mãi mới có một chiếc taxi ở đây. Làm ơn cho tôi đến nhà hát lớn được không? Được thôi ạ. Mời chị lên xe. Ôi, ôi. Dừng lại, nhanh lên. Có chuyện gì vậy chị?
anh xem này, chiếc váy của tôi vì đi lại tiệm taxi lâu quá, quệt xuống vũng nước bị bẩn hết rồi. Lẽ ra có một chiếc taxi đến đón tôi tận cửa nhà, thì có phải là mọi thứ an toàn hơn không? Nếu có một dịch vụ giúp cô đặt xe taxi đến tận nhà vào bất cứ giờ nào, cô có muốn sử dụng không? Ôi, được vậy thì còn gì bằng. Ơ kìa, đây chẳng phải là con trai của chị Sam sao? Sao cháu lại ở đây? Chà chà, quý tử của tập đoàn mô tô lớn như thế lại đi làm lái xe taxi là sao? Cô là bạn của mẹ cháu đó. Dạ, Vân ạ. Ôi, Anthony, có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đánh cậu vậy? Ôi, đau, đau quá. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Mau nói cho mình nghe đi. Hôm nay mình đã chứng kiến một khách hàng bị bắt nạt. Có hai bác tài cùng chạy đến mời bạn ấy đi xe. Nhưng khi bạn sinh viên đó chọn một người để đi thì lập tức bị người còn lại xông vào đánh vì cho rằng người đó đã mời trước. Mình bèn xông vào can ngăn. Và đây là hậu quả. Tội cả cho cậu nữa đây này. Cha mẹ cậu mà nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này thì... Thôi được rồi, cậu mau sát trùng vết thương cho mình đi. Đau quá đây này. Để mình giúp cậu. Cuối cùng thì con cũng đã chịu về rồi đấy hả? Sao rồi? Là con muốn quay trở về nhà hay khổ cực quá muốn tới xin tiền của chúng ta? Dạ, đúng là có. Con về đây có liên quan đến tiền, nhưng không phải xin tiền, mà con chỉ muốn mượn tạm của bố mẹ thôi à. Sau khi làm bẻ mặt bố mẹ, con còn đứng đó để nói những chuyện diễn dòng sao? Con nhìn lại mình xem, trông con có giống như con trai của chúng ta không? Con ơi là con có biết là con đang làm bố mẹ xấu hổ lắm hay không? Giờ mọi người trong công ty đồn thổi nhau về việc con đi lang thang cả ngày ngoài đường, con bị côn đồ đánh. Con thấy không, chỉ cần vắng bóng bố mẹ ra, con đâu có thể sống tử tế. Mới chỉ vài ngày, con đã nhếch nhác thảm hại như thế này rồi. Không mẹ ơi, con đang cảm thấy rất vui với công việc của mình mà. Chúng ta không muốn nghe thêm điều gì nữa đâu. Con cần từ bỏ tính bướng bỉnh cùng những ý nghĩ ngu ngốc của mình. Anthony, con đứng lại đó. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Đây là chút tiền của mẹ, mong rằng nó có thể giúp được điều gì đó cho con. Cần gì cứ gọi mẹ nhé. Cứ nghĩ đến cảnh con vất vả ngoài đường mà mẹ không thể chịu nổi. Con đừng để cha biết, cha con đang giận nhiều lắm. Về nhà sớm con nhé. Con nhớ rồi mẹ ạ. Mẹ thật tuyệt vời. Số tiền này con sẽ mau chóng trả lại cho mẹ. Con hứa sẽ làm bằng được. Đi ngủ đi Anthony. Ban ngày đi làm đã mệt rồi, ban đêm cậu lại còn cặm cụi làm gì vậy? Mình sắp xong rồi đây, cậu cứ ngủ đi. Sao vậy? Bà lại đang nhớ thằng bé hả? Chẳng phải thám tử Vân luôn cập nhật tình hình của con hay sao? Nhưng chúng ta cũng cần có biện pháp nào đó để kéo thằng bé về. Làm sao mà để nó ở bên ngoài như vậy mãi được cơ chứ? Cứ để nó ngang bướng thêm một thời gian nữa bà, rồi thì nó sẽ tự nhận thấy nó chẳng thể tự mình làm nên điều gì hay ho đâu. Ồ, hay, thật không thể tin nổi, đây đúng là con trai chúng ta rồi mà. Có chuyện gì mà ông kinh ngạc thế? Anthony Tan đạt giải nhì về cuộc thi kế hoạch kinh doanh của Harvard. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Là thật đó bà. Buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tuần tới. Đây là một cuộc thi rất khó. Nếu như được giải nhì, chắc chắn thằng bé phải có một kế hoạch kinh doanh sáng tạo lắm. Hôm đó chúng ta sẽ tới chứ ông? Chắc chắn rồi, chúng ta phải tới chứ. Tới để xem suốt thời gian qua con trai chúng ta đã làm những gì. Anthony Tan,
cậu có thể chia sẻ với mọi người một chút về quá trình đi đến hoàn thiện dự án kinh doanh lần này không? Tôi rất sẵn lòng. Như mọi người cũng đã biết, phần mềm mà tôi tạo ra là phần mềm nhằm giúp cho mọi người cải thiện về tình trạng giao thông. Ý tưởng này của tôi xuất phát từ việc những người thân khi từ xa đến luôn phàn nàn về dịch vụ taxi địa phương. Việc di chuyển còn nhiều bất cập, mọi người gặp rất nhiều khó khăn. Để có những hiểu biết thực tế nhất, tôi đã từ bỏ việc tiếp quản tập đoàn mô tô của bố mẹ để đi làm lái xe. Xin lỗi, cho tôi cắt ngang lời anh một chút. Là con trai của một tập đoàn mô tô rất lớn, anh không giúp bố mẹ tiếp quản công ty mà lại theo đuổi con đường riêng. Bố mẹ anh có ý kiến gì không ạ? Tất nhiên là bố mẹ tôi không ủng hộ việc này. Đó cũng là một điều dễ hiểu phải không ạ? Bố mẹ nào cũng muốn con cái đi những con đường tốt nhất. Vậy khi làm lái xe thuê, chắc anh đã gặp phải nhiều khó khăn lắm. Đúng vậy, có rất nhiều khó khăn. Nhưng chính trong những lúc khó khăn đó, tôi thấy cuộc sống của mình rất ý nghĩa, vì tôi đang dần hiểu và chia sẻ với những khó khăn mà mọi người gặp phải. Với ứng dụng này, việc di chuyển trở nên rất thuận tiện. Quãng đường, giá cả, tài xế, tất cả mọi thứ đều hiện ra trên điện thoại của bạn, rõ ràng, minh bạch. Tuyệt quá, thật là thông minh. Không hổ danh là con trai của một tập đoàn lớn. Cha mẹ đến rồi ạ. Mẹ, con tặng mẹ bó hoa xinh đẹp này ạ. Anh ngấm ngầm đi nhận giải mà không nói với cha mẹ. Anh giỏi rồi. Con tưởng bố mẹ vẫn còn đang giận con. Con định sau khi nhận giải xong mới về nhà chuộc lỗi với cha mẹ ạ. Con trai, chúc mừng con. Cha mẹ vừa giận vừa thương, lại vừa cảm thấy có lỗi với con. Chúng ta đã cố chấp khi muốn con đi theo con đường của cha mẹ. Điều đó thực sự là không tốt. Giờ thì con đã có thể tự đi trên đôi chân của chính mình. Cha mẹ đã thay đổi suy nghĩ rồi. Từ nay, chúng ta sẽ tôn trọng ước mơ của con. Tuyệt quá! Con cảm ơn bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Chúng ta bật ứng dụng của con để gọi xe rồi. Về nhà ăn cơm thôi. Từ một hoài bão bị chê bai là điên rồ, Anthony Tan đã kiên định đi theo con đường thông minh của mình để giúp mọi người có trải nghiệm giao thông thuận tiện hơn. Ứng dụng của Anthony Tan chính là khởi nguồn cho dịch vụ xe taxi công nghệ sau này, loại dịch vụ vận chuyển nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Á. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Anthony Tan, người sáng lập ra ứng dụng taxi công nghệ tại Malaysia vào năm 2012. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!